Hello, xin chào mọi người. Đây là vlog của Gãy TV và Gãy Media. Sáng nay lại mưa vãi trường rồi các bạn ạ. Sao tôi nhìn thấy thằng Giang con đầu tiên, tôi không ngờ tôi nghĩ đến Giang con mà tôi nghĩ hai đứa bún chó đầu tiên nhỉ. Có cái túi màu hồng ngoài. À, Queen. Xách túi cho ai? Trời ơi, là còn để ở đấy, mày đưa thẳng tay lên gì lại còn để ở đấy. Trời ơi, ngại. Nó ngại ngùng lắm. Là các bạn nhìn này, các bạn nhìn này. À, chó đến chưa nhỉ? Tao không thấy nó xách cái gì đâu. Hôm nay mưa rồi, nó muốn ăn bún chó. Hôm nay thì tôi sẽ quay kiểu đọc comment cho các bạn. Vlog hôm qua thì tôi có phỏng vấn thằng Tuấn. Thế các bạn Nguyễn Thị Thu Hà comment là: mình tưởng anh Tuấn được vào phòng mổ với chị Nhung cho chị Nhung đỡ sợ, thương chị Nhung nhiều lắm. Chúc chị Nhung mau khỏe lại. Không được vào các bạn ạ, viện trên này hình như là không có cái gói đấy. Viện Lạc Việt không có, ở đây có ai để Lạc Việt đâu nhỉ? Cái này để Hà Nội, cái này để Hà Nội. À, là gì ạ? Nhưng mà ở trên này cái gì bình tĩnh Giang. Ở trên này không có cái gói vào để cùng vợ mổ đẻ đâu các bạn ạ. Chờ đợi từ ngày hai mẹ con comeback thì chắc cái tầm hả? Chắc tầm 3-4 tháng nấu thì lại nấu cho Văn Hóa thôi. Chắc tầm 3-4 tháng nữa thì nó sẽ đi làm thôi. Sao? Cái nấu nhà Văn Hóa nấu đâu? Tí nó ăn tại. Tí tại. Hả? Tao đoán thế. Cảnh ra đồng dài lắm. Ra đồng cái gì? Kiếm cái cây gần ra đồng là được. Cái gì hết sữa hả Ngọc? Nhưng mà là không biết đổ đâu hết sữa chị ạ. Ừ, hai cái quả loa nó to thế để lòi. Sao phải đổ đi, phải cất đi chứ sao đi làm mà dùng mà. Nhưng mà nó bảo là nó cất đi sợ sau này bà giúp việc với bà ấy, bà vệ sinh không sạch sẽ, cô ấy bỏ xong ăn đá ra mình đi làm, bà nhà vệ sinh không sạch sẽ, con phải xin ngoài. Ôi. Nên nó cho ăn kết hợp xin ngoài. Chết chịu. Bạn cái gì đây? Tôi Lê Hữu Huệ, tôi không gì tôi không đọc được. Nhớ bé Nhung của tôi quá, có cách nào bảo Nhung đầy tháng cho con xong đi làm được không? Điên à. Đầy tháng bắt nó đi làm. Vi phạm luật bảo hiểm đấy các bạn ạ. 6 tháng đi làm rồi cái một đầy tháng đi làm nó vừa đi làm vừa ngất à? Thì là anh hiểu rồi. Phan bảo là sẽ đầy tháng cái Nhung đi làm. Đầy tháng chưa đủ đầy chưa phục hồi được sức khỏe các bạn ạ. Để một em bé cơ mà. À, bạn của Huệ Tạ ấy, Thảo Lê Sinh, hai vợ chồng gương mặt hiền giống nhau quá. Ai chưa chồng em là lên chồng em lên lúc nào? Hôm qua người yêu nó gọi là tướng phu thê đấy các bạn ạ, không phải chồng. Ở lại bạn tới Lê Hưu hay cái gì toi Lê Hưu hu là cái gì tôi không biết, tôi không dịch được. Mình đã suy nghĩ một lúc mà ra bình luận qua clip này, cảm thấy Tuấn hơi vô tâm. Nhưng mà là vợ mình có phải tốt không? Thằng Tuấn đâu rồi? Tuấn chưa đến à? Tuấn nó chưa đến bạn ơi, để tôi đọc cho nó nghe. Thầy Tuấn lo cho mỗi con chứ có lo cho Nhung đâu. Nhung về đây tôi thương, tôi mệt mỏi với bạn quá đấy, bạn đốt nhà hàng xóm à? Ôi cái đèn của chúng tôi nó tung tóe tơi tả. Thảo Lê xinh quá. Bạn Ngân Dương, Thảo Lê xinh quá chỉ muốn quay. Chị Yến quay Thảo mãi thôi đây, trên chưa? Xinh chưa đấy? Xinh đấy, quá là xinh. Nhìn có vẻ như không trang điểm nhưng lại là trang điểm rất kỹ càng các bạn thấy không? Đấy, rất xinh thế nhỉ? Hôm nay dân đồng à dạ? Mày thế hôm nay không phải xuống ao. Hôm trước bọn này xuống ao quá rất pha ke cho mình quên mình chưa chửi. Mày xuống ao kiểu gì Thảo, mày ngã xuống ao kiểu gì đấy hả? À, ngã xuống ao kiểu gì mà ướt mỗi ống quần đấy, người chả ướt thì làm. Bọn em lại cứ bảo hình dung là nhảy xuống ao đây chỉ có ướt quần thôi, thì không biết là
rõ ràng cái chỗ đấy là cái chỗ cao hơn, nó mà nó nhảy một phát nó tủm, do có tiếng tủm một phát thì phải là ướt, chứ còn nếu mà nhảy xuống ao như đây chỉ có bọt một phát thôi, hiểu không? Em bọn em cứ kiểu bước 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 theo xuống, okay, bước theo xuống ao. Không xuống ao không người khô cong đấy, thỏ le chứ có ướt hết cả quần. Ờ, ướt quần với dép. Ơ, điểm danh chưa nhờ? Hình như là rồi đấy. Mày có cần tao tua lại vlog không? Nãy tao thấy mày đi đến đấy rồi nhưng mày dí vào đấy chưa thì tao không biết. Nhưng mà vào đây xem vlog là sẽ thấy. Tao để mai xem nhá. Bây giờ vẫn còn bạn Linh Cute nè. Hỏi chị Nhung đâu chị? Ôi, Nhung đang ở cữ mà. Trời ơi. Cữ là gì ạ? À? ở cữ. Lúc mà nói tôi đang còn nhớ thì tôi điểm danh chưa. Bạn Thanh Quang ở vlog hôm kia. Hôm kia vlog 3 hôm trước. Thích chị Yến quay thảo le hắm mãi. Sao hôm vừa rồi mưa bão không thấy chị Yến quay vlog. Mưa bão bắt tôi quay vlog nữa trời. đây là đội hình di chuyển chúng tôi các bạn ạ. À, hôm trước các bạn bảo là có nghe nhầm không, ở xe anh Hoàng, không phải anh Hoàng mà là anh Hoàn. Hoàn kỹ thuật các bạn ạ. Bạn gà tài. Chị Yến viết kịch bản hai anh em anh Hiếu bị bạn bè dụ dỗ chơi game đánh bài online, bố đại phải bán nhà trả nợ đi chị. Giới trẻ bây giờ dính nhiều dạng này lắm. Ok các bạn, ý tưởng rất là hay. Tôi nhất định sẽ làm phim đó. Đây đây đây, cho nó phải ăn chó này. À, không có muốn chó em. Thôi mày giảm cân đi em ơi. Mày béo như muốn lợn rồi, mưa bão đẹp trời thế nào được. Thế nó béo vãi. Mày béo cụ gáy 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 mày toàn thịt rồi. Béo hơn cơ. Cái gì? Béo hơn cơ. À, muốn béo hơn cơ à? Thế chịu. Chúng tôi sẽ đi vào trong này. Ơi, ai đây? Gì đây? À, không có gì à? Ý, ô mà chụt. Đang thay đồ. Tôi quay vlog ở dưới kia đây, chúng nó trốn hết rồi đây. Trốn hết rồi đây. Chị quay làm... Thôi không nói nữa. Để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện về con thỏ le này. Đây. Hôm trước các bạn ạ. Hôm trước nha, cả công ty quay xong sớm vãi thưởng. Và team hôm đấy là nó quay gãy media. Thì ui giời ơi, Tú ơi. Thế thằng này hôm nào nó phải đập cửa một thêm. Tiếp tục câu chuyện thỏ le. Hôm đấy nó quay gãy media. Mà hôm nay team gãy media về sớm lắm. Mình như là 3 rưỡi á. Tầm đấy. Thì tôi thấy cả team về hết rồi, cả công ty về hết rồi. Sau này lúc tôi thì lúc nào tôi cũng ở lại công ty muộn nhất để tôi làm kịch bản. Tôi làm kịch bản muộn mới xong. Thế lúc đấy là khoảng 7 rưỡi. Thì tất cả mọi người về hết, kỹ thuật cũng xong hết, về hết rồi. Thì thì chú bảo vệ lên bắt đầu đóng cửa kiểm tra phòng. Mới thấy con này vẫn đang nằm ngủ ở phòng cho cô. Đang bắt đầu nó xuống. Ôi mọi người về từ lúc nào thì em không biết. Nếu có em đúng kiểu ngày xưa đi học xong rồi nằm ngủ quên các bạn về hết lúc nào không biết ạ. Thảo Le, chỉ có thể là Thảo Le thôi. Nó đang làm gì em không biết, nó đang nhắn tin cho ai.